Xin các bạn hãy buông lỏng hai tay ra để đón nhận thần khí. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Linh, chúng con mời Ngài đến trong căn phòng này. Xin Ngài hãy đụng chạm tất cả các bạn đến học lớp giáo lý đêm nay. Xin Ngài hãy đến và khẽ chạm tâm hồn chúng con. Thần Linh của Chúa hiện diện nơi đây. Thần Linh của Chúa đang ở nơi này. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao. Ngài nghe thấy những con kêu tâm linh này, một tâm linh đang khao khát Chúa. Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa thánh linh Ngài làm tươi mát tâm linh đang mòn mỏi. Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Ngài. Lạy Chúa Thánh Linh, cảm ơn Chúa Thánh Linh hôm đêm nay đã gõ cửa, đã mời các bạn đến vào căn phòng này. Lạy Chúa Thánh Linh, chúng con khao khát Ngài, chúng con yêu mến Ngài. Xin Ngài hãy khẽ chạm vào trùng vùng tối tăm nhất của tâm hồn chúng con. Xin Ngài hãy dạy chúng con mở cửa lòng để cho Chúa Giêsu và Thánh Linh đi vào, để yêu thương dìu dắt chúng con. Lạy Chúa Thánh Linh, chúng con yêu mến Ngài. Chúa hiện diện nơi đây. Thần Linh của Chúa đang ở nơi này. Ngài nhìn thấy mọi học này cho Chúa Thánh Linh.
Xin Chúa Thánh Linh hãy chạm đến các bạn, và Chúa Thánh Linh hãy dạy cho các bạn biết cầu nguyện. Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy dạy các bạn biết gìn giữ tình bạn của mình, biết xây dựng một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Bởi vì tương lai của nhân loại và giáo hội đi ngang qua gia đình. Lạy Chúa Thánh Linh, cảm ơn Chúa Thánh Linh đã tạo dựng các bạn. Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy đến. Chúng con trao phó đêm nay, xin Ngài hướng dẫn chúng con học phút hồi tâm với Ngài. Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy đến và khẽ chạm vào cõi lòng chúng con. Xin hãy lấp đầy chỗ trống trong trái tim của chúng con. Sự bình an của Ngài, tình yêu của Ngài, ân sủng của Ngài, chỉ có Ngài mới làm cho chúng con hạnh phúc thực sự. Lạy Chúa Thánh Linh, chúng con cảm ơn Chúa Thánh Linh vì ân huệ này.